Hello mọi người, trước mắt mọi người đây là top những cái tai nghe chống ồn trong năm 2019 vừa rồi mà mình đánh giá là nó tốt. Ok, đầu tiên là mình sẽ nói sơ về một chút xíu, đó là đây là Sony WF-1000XM2. Đây là một cái tai nghe in-ear chống ồn được thiết kế ở dạng neckband của Sony. Đó, nó là cái bản nâng cấp của Sony WI-1000X cũ. Thì bản thân WI-1000X cũ nó đã là một cái con tai nghe có cái khả năng chống ồn khá là tốt và một cái chất âm khá đỉnh. Mình phải công nhận là nó tiếng nó cực kỳ trong và cực kỳ chi tiết luôn. Nhưng mà cái giải bass của nó đánh rất tốt. Thì nếu như bây giờ đối với con WI-1000XM2 này thì Sony họ lấy cái con chip QN1 của cái mẫu tai nghe full size lừng danh của họ trong cái việc chống ồn, đó là con WH-1000XM3, họ đem vào trong con WI-1000XM2 này và nó tăng cái hiệu năng chống ồn của con tai nghe này lên đáng kể. Cái thứ hai nữa đó là về chất âm, do cái hiệu năng chống ồn của con WI-1000XM2 này nó tốt hơn con cũ, thế nên là khi mà mình nghe nhạc mình cảm thấy là nó trong hơn rất là nhiều. Và nó có một cái driver dynamic cộng với là một cái driver PA, thế nên là tiếng của nó anh em yên tâm là anh em sẽ nghe từ nhạc V-pop cho tới nhạc rock cho tới nhạc giao hưởng. Nhạc giao hưởng thì quá rộng thì nó không chơi được, nhưng mà rock, pop, jazz và blue hoặc là nhạc trữ tình Việt Nam, WI-1000XM2 nó là một con tai nghe rất là đáng để nghe thử. Ok, mình sẽ viết bài chi tiết về con WI-1000XM2 này sau, vì mình mới nhận nó được nó khoảng có 1-2 ngày nay thôi, thế nên là mình sẽ tạm hoãn cái bài này lại, còn tất cả những tai nghe khác thì nó sẽ có. Cái tai nghe thứ hai ở trong cái top những cái con tai nghe chống ồn tốt nhất của năm 2019 á thì không lạ ha, đây là con Apple AirPods Pro. Apple AirPods Pro nó nổi bật với cái gì? Thứ nhất là thời lượng pin tốt hơn. Cái thứ hai, chống ồn cực kỳ tốt và cực kỳ thông minh. Cái thứ ba, microphone đàm thoại quá tốt. Cái thứ tư, kết nối rất là ổn định, rất xa và kết nối rất nhanh. Bao nhiêu cái rất đó, anh em cứ đọc cái bài ở dưới, những cái bài mà tụi mình đã làm ở dưới thì anh em sẽ thấy là nó tuyệt vời như thế nào mà nó phải nằm ở top 2. Rồi, cái sản phẩm thứ ba đó là Sony WF-1000XM3. Đối với mình, WF-1000XM3 trong cái tầm giá của nó rất là tốt. Tốt về tiếng, tốt về pin, tốt về cái khả năng kết nối. Và hiện nay thì Sony vẫn còn đang support con này rất là tốt bằng cách là đưa ra những cái firmware để mà cải thiện cái hiệu năng của nó. Ok, sản phẩm thứ tư, đây là một trong những cái sản phẩm mà mình thích nhất năm 2019. Mình đã từng trả lời là ai mà hỏi mình là nếu như có một cái sản phẩm âm thanh nào mà anh thấy là nổi bật nhất trong năm 2019 vừa rồi thì đây là Momentum Wireless của Sennheiser. Momentum Wireless của Sennheiser là một con tai nghe có cái chất âm rất tốt, cực kỳ tốt. Mình cảm thấy là mình bàng hoàng khi mà mình nghe cái chất âm của con sensor Momentum Wireless này. Vì nó, nếu như mà những cái setup như là HD650 hay là HD800 mà setup vớ vẩn, nhiều khi là nghe cũng không ra được bằng tiếng của con Momentum Wireless này. Anh em thấy không, nó rất là cao cấp, có nghĩa là da của nó là da thật nè, và nó được làm tại Romania. Cùng với nó là nó sẽ có thêm là cái chức năng chống ồn nữa. Cái chức năng chống ồn hoạt động ở cái mức độ là tốt. Nó sẽ không bằng với lại được AirPods Pro, nó không bằng được với lại WI-1000XM2, nó không bằng được với lại WH-1000XM3, nhưng nó sẽ làm cho anh em cảm thấy là cái nền âm nhạc của nó vẫn yên tĩnh, đủ để anh em có thể thưởng thức nhạc. Và tiếng của nó, cái âm thanh của nó mang lại nó rất là xuất sắc, để mà anh em phải chú ý rất nhiều vào bài nhạc. Đây là một cái con tai nghe mà mình rất hứng thú và mình rất thích xài khi mà mình đi du lịch hoặc là mình đi trên máy bay. Rồi, cái sản phẩm thứ năm đó là Bose NC700. Bose NC700 nếu như mà so về cái hiệu năng chống ồn của nó với lại WH-1000XM3, thí dụ WH-1000XM3 được 10 điểm đi thì nó sẽ được khoảng 9 điểm. Và nếu như mà so với lại con Sennheiser Momentum Wireless thì con Sennheiser Momentum Wireless khoảng 8.5 thì con này sẽ được 9. Đó, và nó sẽ, anh em có thể thiết lập được nhiều cái mức độ chống ồn khác nhau tùy vào cái mục đích của anh em sử dụng. Cái thứ hai nữa đó là cái thiết kế của nó trở nên, mình không biết phải dùng từ gì, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nữ sẽ thích cái thiết kế này hơn là cái thiết kế của Bose QC35 II.
Và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là cái combo NC700 này nó điều khiển bằng cảm ứng. Vuốt nó rất là tiện, giống như là cái cách mà mình sử dụng với lại WH-1000XM3 vậy đó. Và cuối cùng là cái vị trí thứ 6 mình dành cho Fio EH3NC. Thì Fio EH3NC là một cái sản phẩm mà nó có cái giá nó không phải là quá cao. Nghĩa là nếu như mà anh em không đủ tiền mua những cái tai nghe giống như là Sennheiser Momentum Wireless hoặc là NC700 thì anh em vẫn hoàn toàn tự tin là cái con EH3NC này của Fio nó vẫn làm được ba chuyện sau đây. Cái đầu tiên là một cái tai nghe có cái thời lượng pin khá tốt để mà anh em có thể nghe và trải nghiệm trong một cái thời gian dài. Cái thứ hai nữa đó là cái khả năng kết nối của nó cũng rất là tốt. Và cái codec audio của nó trong này nó sử dụng nó là những cái codec như là aptX rồi HWA rồi aptX HD vân vân các kiểu. Do là một cái sản phẩm này khi sinh sau đẻ muộn ra ở trên thị trường thì Fio đã phải chăm chút cho nó rất là nhiều, và khi mình nghe thử thì mình cảm thấy là đây là một trong những cái tai nghe chống ồn, giá nó chỉ ở mức độ vừa phải, nó khoảng 4 triệu mấy, nhưng mà nghe nó, cái chất âm của nó mang lại nó rất là xứng đáng với cái tầm giá đó của nó. Ok, rồi mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ok, nhớ subscribe và like cho Audio Tinh Tế để nhận được những cái bài viết cũng như là những cái video mới nhất về sản phẩm audio nha. Cảm ơn mọi người.